Hoan hỉ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn biết được về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo của quý vị trong năm nay sẽ như thế nào, tốt xấu ra làm sao, từ đó sẽ biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn thế nữa, bạn có thể xem tử vi trong năm 2023 Quý Mão cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 của mình qua kênh Phong thủy gia cát. Nội dung tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2023 Quý Mão này sẽ được tư vấn bởi thầy gia cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, thông qua việc xem tử vi, chúng ta có thể nắm bắt được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão. Đồng thời qua đó, thầy gia cát cũng đưa ra cho quý vị những phương pháp hóa giải vô cùng hiệu quả về vận hạn, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và tài lộc. Qua đó sẽ giúp quý vị có cuộc sống tốt hơn, không còn bị những thị phi, tai ách do vận hạn của năm 2023 Quý Mão mang lại. Sau đây là phần luận giải chi tiết về vận trình lá số tử vi của những người sinh năm 1959 Kỷ Hợi. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nên tài tuế khi cúng sao thường ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Kỷ Hợi 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm, nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi nam mạng thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mạng thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này chạm chữ Tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Lâm cục diễn tam hợp thái tuế, báo hiệu Quý Mão sẽ là năm có nhiều may mắn cho gia chủ. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, người tuổi Kỷ Hợi được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thổ Tú, vận hạn ngũ mộ, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Hợi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp đỡ, công việc làm ăn suôn sẻ, có thể khởi sắc cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can kỳ âm thổ gặp quý âm thủy gọi là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ Kỷ Hợi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cần chú ý tháng Đinh Tị, tháng tự âm lịch, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Kỷ Hợi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân, đây là sao xấu với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải.
làm lễ cúng giải hạn sau thổ tú. Đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng cúng sau giải hạn. Bởi đây là thời điểm sao thổ tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết như lập bàn thờ cúng, như là hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây lại năm nại và cũng cầu xin trung ương mộ kỷ thổ tú tinh quân để cầu xin ban sự an lành. Để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp. Sao thổ tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng, năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức... Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán ra bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của khiến cho tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp phải hạn này chú ý tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả, kém chất lượng. Đôi lúc, lòng tốt người giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền, khi đòi thì không được. Trong tháng 8, niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như trong làm ăn kinh doanh, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió. Về tài sản, tiền của thì nên giữ cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, sức khỏe của gia chủ trong tháng đầu năm nay không được tốt, cần chú ý các căn bệnh tuổi già. Tháng 2, đây là tháng công việc làm ăn của những thành viên trong gia đình gia chủ tuổi Kỷ Hợi không được tốt, bên cạnh đó có kẻ phá hoại. Tháng 3, gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi trong tháng 3 được quý nhân giúp đỡ, công việc theo đó cũng thuận lợi, trong gia đạo đón nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, đón tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, bên cạnh đó còn có tài lộc đưa tới cho các gia chủ Kỷ Hợi Nam Mạng. Tháng 5, mối quan hệ của các thành viên trong gia đạo của gia chủ trong tháng 5 không được tốt, thiếu hòa khí, ngoài ra sức khỏe của gia chủ cũng không tốt. Tháng 6, đây là tháng gia chủ tuổi 1959 năm Mạng cần hết sức cẩn thận trong việc di chuyển, đi lại sẽ hạn chế được những tai nạn. Tháng 7, trong tháng này tiền bạc của gia chủ Kỷ Hợi có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó đừng ăn uống kém. Tháng 8, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi chân tay. Tháng 9, tiền bạc trong tháng này có sự hao tán nhiều, công việc của con cháu trong nhà tháng này có sự thay đổi nhiều. Tháng 10, khi ra ngoài, may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc, làm việc gì cũng hanh thông. Tháng 11, trong gia đạo của gia chủ, tháng 11 có chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra, khi xuất hành, gia chủ cần chú ý xe cộ. Tháng 11, nhờ được âm phù, dương trợ, gia chủ Kỷ Hợi 1959 năm Mạng gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, cuộc sống của người Kỷ Hợi Nam Mạng thiên về bình ổn, bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh nên thường xuyên được quan tâm, giúp đỡ. Một số người vẫn còn làm việc cũng gặp được nhiều may mắn, thậm chí gặp được quý nhân chỉ cho phương hướng phát triển rõ ràng. Bạn biết hài lòng với những gì mình đang có nên cuộc sống cũng giảm bớt được nhiều áp lực. Hơn nữa, bạn còn là điểm tựa vững chắc cho con cháu trong nhà, giúp gia đình duy trì sự bình ổn, yên ấm. Về tài chính, về cơ bản, người tuổi này vẫn duy trì được những khoản thu có từ trước đó. Nếu có cách chi tiêu hợp lý, bạn không lo thiếu tiền tiêu. Thời điểm này, bạn còn nhận được khoản tiền biếu của con cháu trong nhà, khiến túi tiền thêm dư giả. Điều duy nhất cần chú ý chính là bạn không nên cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo. Những món đồ rẻ tiền chưa chắc đã đem lại tác dụng tốt cho bạn, vì thế chớ vội bỏ tiền ra mua. Các mối đầu tư mạo hiểm cũng cần dè chừng.
Về sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm so với khoảng thời gian trước đó. Bạn dễ vướng vào đau ốm, phải tốn thời gian và công sức để thuốc men chữa chạy. Tuy nhiên, bạn cần giữ thái độ lạc quan, tích cực chữa trị, như vậy sẽ thấy bệnh tình có tiến triển tốt dần lên. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng. Về tình cảm gia đạo, bản mệnh được sống trong một gia đình bình yên và hạnh phúc. Bạn và nửa kia của mình đã sống nửa đời người với nhau nên đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung, biết chăm sóc lẫn nhau mỗi khi đau ốm. Con cái trưởng thành và ổn định cũng giúp bạn bớt đi được nhiều mối lo. Bạn cũng nên học cách buông những nỗi lo toan của mình xuống để con cháu có thể tự lập và tự chủ, làm những điều mình tự cho là đúng. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Kỷ Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức chi tiết và đầy đủ cho tuổi Kỷ Hợi, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.